Anh chị em thân mến, Thánh Luca cho chúng ta thoáng thấy cái khung cảnh của một gia đình mà Chúa Giêsu đã được hạ sinh. Chúa Giêsu ấy chính là ngôi lời của Thiên Chúa. Ngài hạ sinh cho vâng lời của Thiên Chúa đến thế gian này để cứu độ con người. Và Ngài đã hạ sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria. Và vì vâng lời Thiên Chúa và hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, mẹ Maria đã đón nhận ngôi lời, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Đây là một mầu nhiệm cao cả mà người Công giáo chúng ta, đặc biệt là ngày đại lễ Giáng sinh, hội thánh dạy khi đọc đến câu này quỳ gối xuống. Khiêm hạ, phải khiêm hạ thì mới có thấy được Thiên Chúa cao cả đã làm người. Ngôi lời của Thiên Chúa đã mặc lấy sắc phàm và một trẻ bé ở trong một cái hang đá, một cái hang để mà súc vật trú đông, nằm trên cái máng cỏ đấy, chính là con của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã chọn một cách rất là nghịch thường, không xa hoa, không lộng lẫy, không có cái gì ta gọi là biệt đãi, ưu đãi hay là chiếu cố cả. Ngài sinh ra như một người bình thường, và thậm chí còn tệ hơn cả một người bình thường nữa. Nhưng trong chính cái tầm thường mà Ngài chọn để sinh ra, chúng ta thấy được thế nào là cái khung cảnh thần thánh của ân sủng của Thiên Chúa tràn đầy, của công lý của Thiên Chúa được rọi sáng, và nhất là trong cái tình thương bao bọc mà ngày hôm nay Hội Thánh chúng ta dành một ngày để mà suy ngẫm, để mà dựa vào ánh sáng của Thánh Gia Thất, nhìn vào trong cuộc sống, nhìn vào trong gia đình của mỗi người chúng ta, và để bắt chúng ta phải trả lời rằng tại sao cuộc sống của chúng ta không được bình an, tại sao đời sống của chúng ta không hạnh phúc, tại sao cuộc sống của chúng ta lắm chuyên chuyên, lắm đau khổ, lắm gian nan, lắm thử thách đến như vậy. Tại Chúa hay là tại con người, tại hoàn cảnh hay là tại vì sự vụng về của con người, người ta đẩy mình đến một cái số phận. Có những số phận bi đát lắm. Rất bi đát trong cái ngày, đúng là cái ngày hồng phúc cho cả nhân loại này. Khi mà Thiên Chúa chọn con người làm gia đình của Ngài, khi Thiên Chúa, ngôi lời của Thiên Chúa làm người, đã chọn lấy con người làm bố nuôi của mình, làm người mẹ sinh ra mình, cho mình một nhân tính, cho mình một thân xác. Tại sao con người ta không nhìn thấy cái được nét vẻ cao cả mà Thiên Chúa ưu đãi cho chúng ta như vậy, mà cứ đắm chìm mãi trong tội lụy, trong những sự bi thảm của cuộc sống, và nhất là trong sự ô uế của tội lỗi, của một kiếp sống đầy tội lỗi. Điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco và các Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm vẫn nói trong cái sứ điệp Giáng sinh, đây là bình an, đây là hòa bình, đây là chân lý. Tôi nhớ có một thánh vịnh 86 đã nói lên một cái nội dung cao cả, tóm tắt hết tất cả mầu nhiệm Chúa ở cùng chúng ta Emmanuel, tóm tắt tất cả, bao trùm tất cả những sứ điệp của các Đức Giáo Hoàng hàng năm vẫn gửi cái sứ điệp của mình cho dân Chúa, để họ có vui cái niềm vui thánh thiện, vui cái niềm vui của toàn thể hội thánh, vui cái niềm vui của Chúa. Giống như tuần thứ 3 mùa vọng đấy, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philip, Ngài đã nhắc nhở chúng ta rằng buồn thì buồn như thế, vì tội lỗi chúng ta thì đáng buồn lắm, chúng ta đáng bị phạt lắm, nhưng hãy vui lên trong niềm vui của Chúa. Tôi xin nhắc lại, vui lên anh em. Chúng ta không có vui trong cái nỗi vui của chúng ta, bởi vì chúng ta chả có cái gì là vui cả. Chả làm ra được cái điều gì gọi là cái niềm vui, là nguồn vui cho chính chúng ta cả. Nhưng hãy vui trong niềm vui của Chúa. Vậy thì niềm vui của Chúa ấy là gì? Thánh Vịnh 85 có nói như thế này, hình như đó là một cái lời tiên tri nói về sự sinh hạ của Chúa Giêsu, ngôi lời Thiên Chúa làm người.
Đấy là tín nghĩa mọc lên, tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Thiên Chúa từ trời cao nhìn xuống, Ngài thấy trên toàn thể nhân loại này chẳng có ai có tín, có nghĩa đối với Thiên Chúa cả. Chẳng ai tuân giữ giao ước của Chúa cả. Trong bài đọc thứ nhất và trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe đấy, trích sách Sáng Thế và Thư Gửi Tín Hữu Do Thái có nêu gương một cái khuôn mặt, đó là tổ phụ Abraham. Tổ phụ Abraham được gọi là cha của mọi kẻ tin, được gọi là công chính bởi lòng tin, vì tin vào Thiên Chúa, tin triệt để vào Thiên Chúa, là một vị thần dũng mãnh trên tất cả mọi vị thần, nếu có các vị thần trên trần gian này. Nhưng Thiên Chúa đã quả quyết, ngoài Thiên Chúa ra không có thần nào khác nữa. Là một người đã đặt hết niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, cho nên công lý của Thiên Chúa rọi sáng trên ông và trên gia đình của ông. Cái gia đình khốn khổ, khiếm khuyết, ông già, vợ ông già, không có con, thì bây giờ ân sủng của Thiên Chúa xuống, công lý của Thiên Chúa nhìn xuống, bởi vì thấy ông tín nghĩa với Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã ban cho ông một người con, đó là Isaac, người con bởi lời hứa. Trong bài đọc thứ hai, Thư Gửi Tín Hữu Do Thái chúng ta vừa nghe đấy, có nói đến sự thử thách lớn lắm. Thiên Chúa y như thể bắt ông ấy phải tế hiến con của mình cho Thiên Chúa vậy. Sự thể chắc có lẽ cũng xảy ra na ná như vậy. Ông phải chọn lựa, hoặc là Thiên Chúa, hoặc là gia đình của mình, hoặc là vâng lời Thiên Chúa, hoặc là theo bản năng của mình, hoặc là suy phục Thiên Chúa, hoặc là theo sự khôn ngoan của mình. Và ông đã bỏ tất cả những cái gì thuộc về mình để suy phục Thiên Chúa, để kính sợ Thiên Chúa, để thần phục Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã ban cho ông hơn tất cả những cái gì ông tin, cả lời hứa, cả đứa con và những sự chúc lành, những lời chúc lành. Và điều đó khiến cho cuộc đời của Abraham là một cuộc đời tràn ngập sự bình an của Chúa. Trong cái bài Hallelujah chúng ta vừa nghe ca đoàn hát đấy, và chúng ta cũng hát đấy, đã trích một lời của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư Côrintô chương thứ 3 câu 15 nói thế này: ước chi lòng anh em hôm nay được phấn khởi vì bình an mà Đức Giêsu tặng anh em, và ước chi lời của Đức Giêsu hằng sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em. Chữ bình an đối với chúng ta nó là cái gì đấy, nó quá nhẹ nhàng. Đừng có gì xảy đến cho tôi, mọi sự giống như ngày hôm qua hôm kia, mọi sự vẫn êm đềm trôi, như lặng lẽ như là dòng sông lặng lẽ trôi như thế. Tôi thích cái chuyện đấy lắm. Tôi không thích xáo động, tôi không thích những gì khuấy trộn đời sống của tôi. Tôi thích sự êm ả. Không, bình an không phải là sự êm ả đấy. Nếu có chỉ là chuyện cổ tích thôi. Khi Thánh Phaolô viết ra điều này, ước gì lòng anh em vui mừng phấn khởi vì sự bình an của Chúa Kitô, là Ngài đã có một cái kinh nghiệm rất to lớn và rất đau đớn về hai chữ bình an. Tôi xin được lặp lại một chút. Trong sách Công Vụ có thuật lại khi mà đạo Chúa được lan ra bởi các tông đồ, thì những người Do Thái nghĩ rằng đây là cái bọn lạc đạo, lạc giáo, cho nên là phải trấn áp nó, phải tiêu diệt nó, phải bịt miệng nó, không cho nó phát triển, bởi vì nó chống lề luật, bởi vì nó không theo lề luật Mô-xê, mà nó tin vào một Giê-xu nào đấy mà nó bảo rằng là đã sống, đã chết và đã phục sinh và ban ơn cứu rỗi cho con người. Phao-lô là một trong những số đấy, đầy lòng nhiệt thành đạo đức. Phao-lô trong sách Công Vụ đã mô tả hăm hở đi bắt từng người Kitô, lôi những người cha từ trong gia đình ra, bắt những người mẹ sau khi đã giằng lấy đứa con vứt xuống đất, bắt lấy người mẹ tống ngục. Ông tưởng làm như thế là thánh thiện, làm thế là phụng sự Chúa, làm như thế là mình đã chu toàn lề luật. Nhưng trong những ngày tháng đấy, ông không có bình an. Ông không có bình an, ông chăn trở với những cái gì mà chúng ta gọi là căm hận. Căm hận những người Kitô hữu, giết cho bằng được. Giết hết cái bọn Kitô hữu ấy đi, thì ông mới có thể hạ dạ, mới có thể ăn ngon, mới có thể ngủ kỹ và tạ ơn Thiên Chúa. Sau khi được Chúa hiện ra ở trên con đường Damascus,
Phaolô mới thấy được cái ngu dại, cái tâm tối của lòng mình. Và ông hiểu rằng sự bình an không phải là sự đắc thắng khi tiêu diệt quân thù, đập tan những kẻ nghịch lại với quan niệm, với truyền thống và với cả tôn giáo của mình nữa. Đấy không phải là sự bình an, đấy là sự hả hê trong tội lỗi, trong sự bất chính. Phaolô đấy, một khi đã hoán cải rồi, ngài hiểu được thế nào là ơn bình an. Và trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, ngài nói ước gì ơn tôi Thiên Chúa, ngài nói thế này: Thiên Chúa đã cho chúng ta Đức Giêsu Kitô như là một ơn huệ hòa giải, như là một dấu hiệu hòa giải, như là một phương thế hòa giải con người với Thiên Chúa. Đức Giêsu làm người, Đức Giêsu chuộc tội cho con người, đó là cách thức mà Thiên Chúa hòa giải với con người. Chính Thiên Chúa bị xúc phạm và chính Thiên Chúa bây giờ đến với con người để hòa giải với con người. Thiên Chúa luôn luôn đi bước trước. Thiên Chúa cao cả vĩ đại là ở chỗ này. Thiên Chúa quyền năng và danh ngài là thánh chính là ở điểm này. Và Phaolô nói: tôi vì là môn đệ của Chúa Kitô, tôi xin công bố lời hòa giải. Thưa anh em, hãy làm hòa với Chúa Kitô đi, hãy làm hòa với tin mừng đi, hãy làm hòa với lương tâm trong sáng mà Thiên Chúa đã tạo dựng đi. Đừng kiên cưỡng, đừng chống cưỡng lại tiếng lương tâm, đừng chống cưỡng lại lời Thiên Chúa, đừng chống Thiên Chúa nữa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một cái xã hội tục hóa. Tục hóa nghĩa là gì? Gạt Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình. Và nhiều khi chính chúng ta vô tình, bởi vì chúng ta ngây thơ quá, bởi vì chúng ta thánh thiện quá, bởi vì chúng ta đạo đức quá, chúng ta du nhập những cái cách thức của người ngoại vào trong chính đức tin của mình, vào trong chính nếp sống đạo đức thánh thiện của mình. Chúng ta biến những cơ sở thừa tự phụng thờ Thiên Chúa trở thành là những cái nơi ca nhạc, những nơi vui chơi, những cái nơi mà chúng ta thưởng thức nghệ thuật, chứ nó không còn là một nơi để phụng thờ Thiên Chúa. Phải dành cho Chúa một chỗ, một cái chỗ thiêng liêng nhất. Ở trong lòng phải có một chỗ, trên dương gian phải có một chỗ, trong gia đình phải có một chỗ để thờ phượng Thiên Chúa, thì lúc đấy ơn bình an của Chúa mới đến. Và người ta mới có thể cảm nghiệm được cái mầu nhiệm Emmanuel, không phải là cái mầu nhiệm khi xưa Thiên Chúa nhập thể ở trong hang đá, ở làng quê, ở Bethlehem xưa kia. Mà bây giờ, năm nay Chúa nhắc lại, Chúa vẫn đang hiện diện, Chúa vẫn đang ở cùng và ở ngay trong nhà tôi, ở ngay trong lòng tôi, ngay trong gia đình của tôi. Bên cạnh đó là những người thân yêu của tôi, có Chúa ở cùng. Có Chúa ở cùng, ơn bình an của Chúa. Và hoa trái của ơn bình an ấy là gì? Chúng ta biết rồi. Đó là một cuộc sống thuận thảo, thuận hòa với nhau và với Chúa. Sự bình an mà đứng là Emmanuel đã mang đến cho chúng ta, ngài đã phải trả một giá rất đắt. Ngài là con Thiên Chúa làm người. Làm người để dạy cho con người biết cách. Biết cách sống làm người và biết cách sống để làm con Thiên Chúa. Con người chúng ta không sống đúng với tư cách làm người. Con người chúng ta dữ dằn quá, con người chúng ta dã man quá, con người chúng ta độc ác quá. Không phải những loài thú dữ mà dã man, độc ác đối với đồng loại của mình. Cha anh chị em, các bạn trẻ khi đi học còn nhớ một câu của một nhà thơ, gọi là nhà thơ lớn đấy, nhà thơ cách mạng, ông Tư Hữu. Ông viết cái gì? Ông viết thế này, và cái câu thơ của ông đi vào trong sách giáo khoa: thế mới đau đớn, thế mới ê chề, thế mới bi đát. Ông viết thế nào? Giết, giết, giết nữa đi, hỡi những bàn tay không ngơi nghỉ. Kinh khủng thật. Khi mà các phóng viên tới Nhật Bản, họ hỏi những người ở Hiroshima và Nagasaki là hai cái thành phố bị bom nguyên tử Mỹ bỏ năm 1945 đấy. Họ hỏi các ông nghĩ gì, các ông bà nghĩ gì. Họ nói đấy là di tích của chiến tranh, đây là cái nỗi buồn của chiến tranh. Và chúng tôi không căm hận,
Chúng tôi vẫn tưởng nhớ hàng năm để nhớ rằng là chiến tranh ôi là chiến tranh, lòng thù hận của con người ghê gớm biết là chừng nào. Một quả bom nguyên tử thả xuống tôi hàng trăm nghìn người chết và để di hại cho hàng mấy thế hệ sau, quặt quẹo, ung thư, bại não. Các phóng viên hỏi, thế quý vị có hận người Mỹ không? Bảo không, đấy là quá khứ lịch sử. Bây giờ họ là bạn chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng ta biết đấy, Nhật Bản là một nước đứng đầu, ngang tầm với lại Hoa Kỳ. Nhưng ở đất nước chúng ta thì như thế nào? Hôm nọ tôi có kiếm tư liệu, tôi đánh vào trong cái Google ba chữ bia căm thù. Tôi tưởng rằng nó chỉ có một cái bia căm thù ở Khâm Thiên, Phương Thiên, ghi dấu tội ác chiến tranh Mỹ bỏ bom năm 72, tàn phá cả gia đình chết. Họ dựng lên một cái bia căm thù. Tưởng rằng như thế khi đánh vào để kiếm tư liệu, thì hiện ra cả đất nước chúng ta, cả đất nước chúng ta, những tỉnh thành đều có những cái bia căm thù. Một dân tộc mặc chỉ căm thù, dạy người ta căm thù, đời này nói cho đời kia phải căm thù, phải giết, không ngơi nghỉ, không sợ máu tanh. Thưa anh chị em, cái dân tộc ấy đi về đâu? Tương lai của dân tộc ấy đi về đâu? Và chúng ta đang sống trong một cái bầu khí hỏi rằng là có bình an không? Có đáng sống không? Có thật sự hòa bình hay không? Hay là chúng ta chỉ bịt mắt nhau, giả bộ nói rằng ừ, đói thì có cơm, khát thì có nước, muốn đi chơi thì có công ty du lịch, đấy, ra nước ngoài cũng được nếu có điều kiện. Và chúng ta tưởng là cuộc sống chúng ta là êm đẹp, là thế, nhưng mà người ta đã gieo vào lòng chúng ta sự căm thù, gieo vào lòng con cái chúng ta lòng căm thù. Và như thế, chính nó đã phá hủy đi nền hòa bình mà Thiên Chúa đã thiết lập, sự bình an mà chúng ta đang mong mỏi, cầu mong. Hỏi rằng những người, những quan tham trong đất nước của chúng ta, họ có bình an không? Hà hê thì có, bình an thì không. Tôi nghĩ họ không bình an đâu. Chưa tới ngày, bởi vì trái tim họ quá chai đá, cho nên những tiếng gào, tiếng thét của những con người bị họ đầy đọa chưa xuyên thấu vào. Một lúc nào đó, khi mà cái thành trì kiêu ngạo của họ bị hạ gục xuống, bị mục ruỗng, khi mà cái lý tưởng của họ, cái lý tưởng sai lầm của họ đã bị vạch trần, và không ai có thể gọi là khen ngợi, không ai theo nữa, khi mà họ nhận ra được chân được cái sự thật nhớ của Chúa, thì lúc đấy họ sẽ nghe được tiếng nói của lương tâm của họ. Và họ thấy rằng là cái sự bình an hải hê trước kia của mình, nào là tôi kiếm một tháng được vài trăm nghìn đô, tôi có những dự án này, tôi có những điều kiện kia, tôi có địa vị nọ, đem lại cho gia đình chúng ta biết bao nhiêu lợi nhuận. Thưa anh chị em, tất cả những thứ đó chỉ là phù vân. Chỉ là phù vân. Và họ hả hê trong cái sự ác của họ, trong sự tăm tối của họ, như Phao-lô xưa kia bách hại đạo Chúa, bách hại các Kitô hữu, mà cứ tưởng rằng là mình phụng sự Chúa, mình là người giữ truyền thống, bảo vệ lề luật của Chúa, mà té ra mình là con người bất bình an nhất. Lòng lúc nào, lòng dạ, lòng trí lúc nào cũng canh cánh một điều, đó là giết, giết, giết. Thưa anh chị em, trong cái khuôn khổ của Thánh lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình hôm nay, tôi nhớ đến những gia đình vì công bằng cho gia đình của mình. Một cái điều gây bất công bằng nhất đó là quyền sở hữu đất đai và những cái quyền lợi khác mà đúng ra con người chúng ta được hưởng, quyền được bảo hiểm y tế, quyền được giáo dục miễn phí, nhà nước phải lo vì chúng ta đóng thuế mà. Quyền có đường xá tốt đẹp để mà đi, thì tất cả những cái quyền đó bị xóa bỏ. Tất cả tần tật chúng ta phải đóng tiền, và đóng tiền cũng không được như ý nguyện. Tôi nhớ đến những gia đình họ đã vì cái sự thật, vì cái công lý đó, mà ngày hôm nay chồng họ ở tù, vợ họ ở tù, con cái họ ở tù, gia đình ly tán. Mong ước có một ngày ngồi lại với nhau, nếu họ có đạo, bên hang đá Chúa Hải Đồng. Không được. Họ chỉ có ngồi lại với nhau trong tinh thần, trong lòng mến, trong đức tin,
Chứ sự hiện hữu thì không bao giờ có, chẳng bao giờ có. Tôi nhớ đến anh Trần Huỳnh Huy Thức, một trí thức Việt Nam, đã chịu án gần 20 năm. 20 năm còn gì là con người, còn gì là cuộc đời nữa. Khi anh vào, có lẽ con anh chỉ một tuổi lớn, khi đi ra nó gần trưởng thành. Làm sao nó có tình cảm, tình thương của một người con đối với người cha? Làm sao người cha có thể diễn tả tình thương của một người cha đối với người con, đối với người vợ của mình? Giờ phút này tôi nhớ đến chị Cấn Thị Thêu, nhớ đến hai người con là Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương. Trịnh Bá Tư thì mới lấy vợ sinh con vài tháng tuổi, chỉ vì binh vực cái chân lý trong vụ án cụ ám hại cụ Lê Đình Kỉnh ở Đồng Tâm hồi đầu năm mà phải ở tù. Những con người đấy họ trả giá, họ phải trả giá bằng chính cuộc sống của họ, bằng lịch sử của họ, bằng năm tháng mà họ chịu sự đày đọa ở trong tù. Nhưng hỏi những con người đó có khổ không? Khổ chứ. Hỏi những con người đó họ có suy tư không? Suy tư chứ. Hỏi rằng những con người đó họ có nhận tội không? Không. Họ không có tội gì được mà nhận cả. Vậy thì hỏi họ có bình an không? Họ vẫn chăn trở lo cho đời sống, cho gia đình, cho con cái. Nhưng tâm hồn họ bình an bởi vì họ biết họ đang phụng sự công lý, họ đang phụng sự công bằng, họ đang phụng sự quyền của con người, giá trị, phẩm giá và những quyền khác của con người. Tôi nói đến những tù nhân chính trị, công giáo như em Hóa, như anh Hoàng Bình, như anh Lê Đình Lượng, như là ký giả Trương Minh Đức. Tôi còn nhớ những gia đình công giáo mà ngày hôm nay cái gia đình ấy không được là một gia đình bình thường nữa. Đừng nói chuyện gì mà gọi là so sánh, so bì với gia đình khác. Như là gia đình anh Huỳnh Thanh Tú và chị Phạm Thanh Nghiên. Anh Tú giờ đây vẫn sống sờ sờ ở đất nước Việt Nam này, nhưng không có tên, không có tuổi. Không ai cấp cho anh một cái giấy nào để chứng nhận rằng anh còn tồn tại trên thế giới này. Anh hiện hữu và anh chính là anh cả. Anh đã lập gia đình với chị Phạm Thanh Nghiên. Không ai chứng hôn cho anh cả. Coi cái chuyện đó là cái chuyện không biết, chuyện cổ tích. Gia đình anh xin một cháu gái tên là bé Tom. Bé lớn lên, tương lai thế nào tôi cũng chịu, phó thác trong tay Chúa. Đấy, có những con người, có những gia đình chân chuyên đó, thưa anh chị em. Chỉ vì hai chữ công lý, bà bình, chỉ vì cái tiếng nói của sự thật, chỉ vì đòi cái quyền con người và sự công bằng, mà họ phải trả giá, không phải một lần, một lúc, cả cuộc đời. Tôi nghĩ đến Chúa Giêsu khi làm người, Ngài cũng chấp nhận như thế đấy. Đã xuống đây làm người là chấp nhận thân phận của con người, chấp nhận cái chân chiên của con người, chấp nhận cái khổ đau của con người, chấp nhận cái ngang trái của con người, và chấp nhận cái khốn nạn nhất, đó là gì? Chết như một thằng tội lỗi, như một người tội lỗi nhất trong giới tội lỗi, chết treo trên thập hình để chuộc tội chúng ta. Tôi xin gửi anh chị em kết thúc Thanh Vịnh 85, chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em tù nhân chính trị, cho các gia đình cựu tù nhân chính trị. Thanh Vịnh 85 chép thế này: Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho kẻ trung hiếu, cho những ai lòng chí hướng về người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của người hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. Tín nghĩa hòa bình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Vâng, chính Chúa đã tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý sẽ đi tiền phong trước mặt người, mở lối cho người đặt bước chân. Và những anh chị em tù nhân chính trị ấy, những người bị oan sai, bị áp bức đấy, thưa anh chị em, là những bước chân đầu tiên để cho công lý ngự trị trên đất nước của chúng ta, ngự trị giữa lòng dân tộc của chúng ta. Một lời cầu nguyện ngày hôm nay, xin Chúa
là đấng Emmanuel ở cùng với những anh chị em đau đớn, đau khổ vì hai chữ công lý và hòa bình. Amen.